Tiếng yêu này mong anh chờ tan vỡ. Ơi, hôm nay tiếp tục sang mây đòi ra phú nha nè. Hôm qua sang mây đòi cỏ hồng rồi, hôm nay nha. Sang mây đòi ra phú nè. Sẵn để cho anh em cái đòi đá phú, nếu anh em mà không biết á, muốn săn thì chạy lên săn nha. Lấy xe ra chạy thôi, ngày qua giờ cất không rồi đi. Ngày qua giờ cất đi xe hậu thôi. Cái gì? Ra được mà. Được. Bẻ qua trái xíu. Thẳng luôn. Bẻ ít qua trái mà. Ê mi. Rồi. Cảm ơn. Không anh Hải không đi. Cho xe nó bơm nhớt xíu rồi nè. Xe nó bơm nhớt và chạy cho nó an toàn. Qua giờ cấp không đi, sợ công an. Sương quá trời rồi, mong là có mây, bữa nay có mây đẹp hơn ngày hôm qua nha. Mong vậy. Nhưng mà thật tình á, là săn mây đòi cỏ hồng á, nó sẽ đẹp hơn là săn mây đòi đá phú. Nhưng mà hôm qua mình đi đòi cỏ hồng rồi, hôm nay mình muốn đi đòi đá phú cho mấy bạn thấy, mấy bạn biết á. Rồi ai cũng muốn đi thì đi. Chứ săn đòi cỏ hồng nữa thì nó không hay. Đi nào hả? Đúng không? Mẹ mà nữa. Chết luôn. Không biết đường rồi. Trời luôn các bạn ơi.
đúng rồi. Ở đường này đi hả? Được không? Nên đường này lên được hả anh? Điện cảm ơn nhé. Lạnh quá. Tới nơi nha các bạn ơi. Chưa có gì hết. Chỉ có mây và không có gì cả. Đây là những người đã gửi xe để mà đi được chở lên đây. Cười. Có đồng bọn lên tới nha. Mấy khứa lên tới nè. Đi chung mấy khứa, bây giờ mấy khứa mới tới. Qua kia luôn đi. Kiếm củi mày ơi. Wow. Oh my god. Người theo hơn hoa mây mù dần lối. Là sự khói phôi phai mang vứt ai xa rồi. Côi mình ta vẫn vươn chiều ướt trong bến xe chiều mưa phùn. Kiếm củi là cực hình luôn á trời. Đốt cho ấm. Có gì đâu. Chụp tao tấm ảnh, tao làm ảnh bì video cái. Quân sao tao anh lành quá gỡ đéo được. Chụp cho tấm ảnh, chụp làm ảnh bì video cái. Điện thoại cũng được. Mấy ảnh càng tốt.
Lạnh quá vậy. 13 độ à. Wow, mấy nữ dễ thương dữ vậy trời. Chết. Hát hay nữa, trời đăng TikTok nữa chứ. Mười bốn độ anh em. Bây giờ là 5:07 sáng à, nhưng mà sương mù. Cái này sương mù hả mây? Mây chứ. Mây thấp. Bên kia kìa. Ồ quá, cái hết thấy đường luôn. Combo bất tử. Không với lạnh. Này là mở dồn thịt rồi nha anh em. Đứng đâu ta? Chụp mấy chiếc xe cùi đi Quân. Đứng ngay đây nè Quân. A few moments later. Thúi quá. Lạnh lắm nha anh em, 14 độ ra khối luôn nè anh em. Trời chuẩn bị lên rồi. Quá đã luôn anh em ơi. Ừ, tan mây bớt. Cái đồi Gia Phú này á thì mình cảm nhận là mặt trời nó gần hơn. Đồi Cỏ Hồng mình đi xa qua kia nữa. Cách đây tầm Đồi Cỏ Hồng cách đây chắc tầm phải 6-7 cây. Thì nó qua đây thì nó sẽ không bằng. Wow, mây kìa. Biển mây kìa nè. Ai mà lần đầu tiên lên đây đều có cái cảm giác như nhau. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn nè. Ok. Hên thế. Wow, mây kìa nè. Thấy không nè, mây sắc xuống. Nói đúng sao? Nói đúng gì vậy? Bước ra nữa ngay cái con hổm này. Lùi lên, đúng rồi. Dính không? Quá đẹp anh em ơi. Đi về đâu có ổn phí đâu nè. Bên kia mây cũng sắc xuống để mình qua cho anh em xem đó. Quá đẹp. Wow, bạn gì cũng thấy. Đẹp chưa anh em? Lần đầu tiên mình lên đây mà mây đẹp như vậy á. Mình ở đây chắc cũng phải 5 lần rồi. Thứ gì chịu nổi. Ok thì sáng giờ đi quay cho anh em xem vậy. Bây giờ là 6:42 rồi. Mây vẫn còn rất nhiều nha anh em. Vì anh em có muốn lên đồi Đa Phú thì anh em lên đi săn mây nha. Thì có hai chỗ ngày qua mình đi là đồi Cỏ Hồng. Hôm nay là đồi Đa Phú á. Và bây giờ anh em mình chạy xuống vườn dâu. Anh em mình chạy xuống vườn dâu đi ngang coi có dâu không. Không biết có ai mua dâu thì ghé vô, còn không có thì về luôn. Rồi đi ăn bánh mì bắt đầu đổ về nhà nha. Bữa giờ đi cũng 5-6 ngày anh em. Nhớ nhà quá. Bye anh em nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em nhiều. Bây giờ